Kính thưa quý vị, các loài động vật trong vườn thú Rio chống nóng bằng kem lạnh, tính từ Brazil. Với nhiệt độ ngoài trời có thể lên đến 48 độ C, vườn thú Jardim Zoological hiện đang tìm cách hạ nhiệt cho các loài động vật bằng những món ăn mát lạnh hàng ngày. Theo vườn thú này cho biết, các loại trái cây như xoài, đu đủ và dưa hấu đông lạnh thường được cung cấp lên đến 3 lần một ngày và cho những con gấu và những chú voi. Trong khi đó, các loài động vật linh trưởng lại là loài vật duy nhất tỏ ra thích thú với những cây kem dâu tay mát lạnh. Ở một đầu khác của chuỗi thức ăn và đối nghịch hoàn toàn với các món đồ ngọt, những loài động vật họ mèo như sư tử và hổ đã được phục vụ bằng món ăn mà chúng vô cùng ưa thích, đó là thịt tươi đông đá. Cùng với sự phấn khích của các loài động vật khi được nếm thử những món ăn mới lạ, rất nhiều du khách và đặc biệt là trẻ em cũng đã tỏ ra thích thú khi được tham quan vườn thú vào dịp đặc biệt này. Theo một nhân viên vườn thú tên là Carla Alconha cho biết, việc bổ sung những món ăn giải khác là vô cùng quan trọng để duy trì trạng thái khỏe mạnh cho các loài động vật. Theo ước tính, tại vườn thú Jardim Geological hiện đang có khoảng 2.700 loài vật sinh sống, trong đó có khoảng 350 loài chim, các loài động vật có vú, bò sát, cá và động vật lưỡng cư.